Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, còn 58 tàu cá đóng mới theo Nghị định 67 năm 2014, bao gồm cả tàu vỏ sắt và vỏ gỗ, với số tiền cam kết theo hợp đồng tín dụng là 653 tỷ đồng. Đến nay, các ngân hàng mới chỉ thu nợ từ các chủ tàu 67 được hơn 87 tỷ đồng, tổng dư nợ còn 566 tỷ đồng, trong đó có hơn 479 tỷ đồng nợ xấu. Không trả được nợ, các chủ tàu bị ngân hàng khởi kiện, siết nợ, cuộc sống lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Nguyên nhân khiến các tàu cá đóng mới theo Nghị định 67 hoạt động không hiệu quả, thua lỗ, một phần do các ngư trường lớn đang dần cạn kiệt nguồn lợi thủy hải sản, năng suất khai thác giảm. Ngoài ra, chi phí cho mỗi chuyến đi biển dài ngày như tiền xăng dầu, khấu hao thiết bị, bảo dưỡng tàu đều tăng, trong khi ảnh hưởng của dịch COVID-19 cũng làm thị trường tiêu thụ giảm mạnh. Để tìm hướng cho tàu cá 67, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, các ngành liên quan, địa phương đã tổ chức nhiều cuộc họp bàn biện pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động của tàu cá 67, giúp ngư dân có điều kiện vươn khơi trở lại. Trong đó, chú ý tới chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, ngư dân thông qua việc giảm lãi suất vay vốn và gia hạn thời gian trả nợ ngân hàng, hỗ trợ chi phí duy tu bảo dưỡng, ổn định chi phí nhiên liệu xăng dầu giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Đối với những chủ tàu nào còn hoạt động hiệu quả thì chúng ta tiếp tục các giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện đào tạo, rồi hỗ trợ về các tiền bảo hiểm, tiền dầu, rồi các cái phương tiện trang bị, làm sao đảm bảo cho các chủ tàu đi khơi ra khơi mà hoạt động hiệu quả, có lợi nhuận thì vẫn yên tâm chăm lo đời sống của mình, cũng như là yên tâm mà có cái nguồn để trả nợ cho nhà nước. Còn đối với thứ hai, đối với chủ tàu thực sự không hoạt động nữa mà tàu nằm bờ mà cố tình không trả nợ thì cũng phải bàn để cũng chính quyền địa phương cũng phối hợp với ngân hàng để xử lý dứt điểm. Nghề đánh bắt thủy hải sản không chỉ giải quyết việc làm, thu nhập cho ngư dân vùng biển mà còn phát huy sức mạnh của ngư dân trong việc bảo vệ lãnh thổ biển đảo quốc gia. Do vậy, cần sớm có cơ chế chính sách hợp lý giải quyết những vướng mắc còn tồn tại của tàu 67, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển. Thời gian gần đây, công ty điện lực Thanh Hóa liên tục phải xử lý các sự cố liên quan đến vi phạm hành lang an toàn lưới điện. Điều này không chỉ gây thiệt hại cho ngành điện mà còn làm gián đoạn việc cung cấp điện phục vụ sản xuất và đời sống. Vì vậy, nâng cao nhận thức của người dân trong bảo vệ hành lang an toàn lưới điện là vấn đề cần được các ngành, các địa phương đặc biệt quan tâm để đảm bảo cấp điện liên tục an toàn. Chỉ tính riêng năm 2021, trên lưới điện do Công ty Điện lực Thanh Hóa quản lý đã xảy ra 712 sự cố liên quan đến hành lang an toàn lưới điện cao áp, chiếm 43,7% tổng số vụ sự cố toàn công ty. Trong đó gần 600 sự cố do cây cối, 122 sự cố do các phương tiện, xe cẩu, xe tải, máy xúc và 11 sự cố do người dân vi phạm hành lang gây nên. Tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh cũng đã xảy ra 36 sự cố liên quan đến hành lang an toàn lưới điện. Hậu quả của những vụ việc này không chỉ làm gián đoạn việc cung cấp điện, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống sinh hoạt, tuổi thọ, các thiết bị điện, mà nghiêm trọng hơn có thể gây ra các tai nạn dẫn đến thiệt hại về tính mạng con người. Mỗi vụ như này là ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất của các doanh nghiệp và đến đời sống của nhân dân. Cho nên là cũng mong bà con nhân nhận thức được các cái nguy cơ về tiềm ẩn để tránh cái tai nạn cho người và sự cố lưới điện. Theo báo cáo của Công ty Điện lực Thanh Hóa, hiện tại trên lưới điện do công ty quản lý vẫn còn trên 36.000 cây cối các loại nằm trong và ngoài hành lang, 5 công trình vi phạm hành lang an toàn và 42 vị trí vi phạm khoảng cách pha với đất. Vì vậy, cùng với việc triển khai nhiều giải pháp của ngành điện thì cần có sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền địa phương trong việc bảo vệ và giải tỏa hành lang an toàn lưới điện, đồng thời tích cực tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, góp phần giảm thiểu tối đa sự cố, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn điện cho người dân, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế của các địa phương trong tỉnh. Xác định công tác đảm bảo vệ sinh môi trường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng thương hiệu du lịch, nên ngay từ đầu mùa du lịch biển 2022, thị xã Nghi Sơn đã tập trung triển khai nhiều giải pháp cụ thể nhằm tạo cảnh quan môi trường biển xanh sạch đẹp tại khu du lịch biển Hải Hòa. Ước tính trong mùa du lịch biển, trung bình mỗi ngày tại khu du lịch biển Hải Hòa phát sinh khoảng 2 tấn rác thải sinh hoạt. Để đảm bảo vệ sinh môi trường, chính quyền địa phương đã yêu cầu tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, nhà hàng thuộc khu du lịch biển Hải Hòa phải ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý rác thải theo đúng quy định, đảm bảo thu gom triệt để rác thải sinh hoạt trong ngày. Đồng thời cũng yêu cầu đơn vị thu gom rác lắp đặt các thùng rác công cộng dọc tuyến đường ven biển để thuận tiện cho việc thu gom rác thải của người dân và du khách. Ủy ban nhân dân phường đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên tổ chức thu gom rác thải vào dịp cuối tuần, hàng tuần trong tháng.
Bên cạnh việc triển khai nhiều hoạt động đảm bảo vệ sinh môi trường, thì chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng cũng đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân và du khách trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, không đổ rác thải, nước thải bừa bãi, giảm thiểu sử dụng rác thải nhựa, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch bền vững. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với các đơn vị tổ chức tuyên truyền về phòng chống tai nạn đuối nước cho gần 3.000 học sinh tại một số trường trung cơ sở và trung học phổ thông thuộc các huyện Nga Sơn, Quảng Sương, Thọ Xuân, Vĩnh Lộc, Ngọc Lặc. Tại các buổi tuyên truyền, các em học sinh, giáo viên đã được cung cấp các thông tin hình ảnh các vụ tai nạn đuối nước điển hình trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, được phổ biến các nguyên nhân dẫn đến đuối nước, đưa ra các cảnh báo về nguy cơ xảy ra đuối nước khi tắm tại các ao hồ sông suối, hướng dẫn các biện pháp phòng chống đuối nước và cách xử lý khi gặp tai nạn đuối nước. Ngoài ra, các cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng hướng dẫn học sinh cách sử dụng các phương tiện cứu sinh như áo phao, phao nổi, kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu đối với nạn nhân bị đuối nước như hô hấp nhân tạo, hà hơi thổi ngạt. Thông qua buổi tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng chống đuối nước cho giáo viên học sinh, tránh những tai nạn thương tâm do đuối nước gây ra, đặc biệt trong mùa hè khi thời tiết nắng nóng. Bản tin 18:30 sẽ được tiếp tục với những thông tin trong nước vừa được chúng tôi cập nhật. Qua kiểm tra 176 gói thầu mua sắm năm 2020-2021 với tổng giá trị các gói thầu 309 tỷ đồng, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc đã phát hiện 52 gói thầu sai phạm về trình tự thủ tục. Theo kết luận thanh tra, các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế chủ yếu áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn. Việc lựa chọn nhà thầu, thương thảo, ký kết hợp đồng không thực hiện đề xuất đính chính thông tin về thông số kỹ thuật, hãng sản xuất trong quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước khi lựa chọn nhà thầu. Trách nhiệm về những tồn tại trên thuộc về Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc CDC, Giám đốc Trung tâm Y tế các huyện và các cán bộ chuyên môn có liên quan. Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc đã đề nghị Chủ tịch Ban dân tỉnh chỉ đạo Giám đốc Sở Y tế tổ chức kiểm điểm đối với tập thể cá nhân có liên quan đến việc xảy ra những tồn tại trên. Liên quan đến vụ cháy nhà liên hoàn xảy ra tại xã Túc Đán làm 3 ngôi nhà sàn bị thiệt hại nặng, Công an huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái bước đầu xác định Vàng Thị Chu, 58 tuổi, trú xã Túc Đán là người gây ra vụ việc. Trước đó, khoảng 8 giờ sáng ngày 5 tháng 5, người dân phát hiện 3 ngôi nhà của ông Thảo A Gia, em trai Thảo A Ly và con trai Thảo A Tủa bị cháy, hô hoán dập lửa nhưng không thành do thời tiết hanh khô, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, ước tính thiệt hại khoảng 300 triệu đồng. Cơ quan công an xác định do có mâu thuẫn với chồng và anh em bên nhà chồng, bà Chu đã phóng hỏa đốt nhà mình và nhà em chồng, sau đó bỏ trốn lên rừng, tìm lá ngón ăn để tự tử nhưng không thành. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ. Đến 8 giờ 30 sáng nay ngày 10 tháng 5, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy thi thể cả ba mẹ con nữ giáo viên mầm non ở Hải Dương mất tích cách đây 2 ngày. Trước đó vào ngày 8 tháng 5, chị HT sinh năm 1991, giáo viên một trường mầm non tại Hải Dương, nói với mẹ chồng đưa hai con gái nhỏ 9 tháng tuổi và hơn 2 tuổi đi chơi. Khoảng 10 giờ, một số người quen nhận được tin nhắn của chị T với hàm ý vĩnh biệt nên báo với chồng nữ giáo viên này. Nhận được thông tin, chồng chị T điện cho mẹ để đi tìm kiếm. Sau khi hỏi thăm mọi người, mẹ chồng chị T tìm tới ven sông Thái Bình và phát hiện trên bờ có điện thoại, xe nôi, dép, đồng thời có dấu chân đi hướng về phía mép nước. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng huy động nhiều thợ lặn cùng các phương tiện thuyền cano để tìm kiếm. Đến 10 giờ sáng nay thì tìm thấy thi thể của cả ba mẹ con. Sáng nay mùng 10 tháng 5, Công an huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai cho biết đã tìm được thi thể ông Nông Văn Đáp, 54 tuổi và ông Nông Văn Nguyên, 44 tuổi, cùng ngụ tỉnh Lâm Đồng sau vụ chìm xuồng ở hồ Đa Tôn khiến 6 người rơi xuống nước. Vụ việc xảy ra vào trưa ngày 9 tháng 5, ông Trần Thanh Việt, 40 tuổi, ngụ xã Thanh Sơn tổ chức ăn uống, đón tiếp 5 người thân bên vợ từ Lâm Đồng đến chơi. Sau khi ăn nhậu, cả nhóm di chuyển lên khu vực hồ Đa Tôn. Ông Việt lấy xuồng máy chở 5 người ra đảo thăm văn phòng của hợp tác xã Đa Tôn. Tuy nhiên, khi cách bờ đảo khoảng 150m thì gặp gió lớn, sóng đánh mạnh nước tràn vào làm xuồng bị chìm. Ông Việt cùng 2 người khác được một số người hỗ trợ cứu và đưa vào bờ kịp thời. Ông Lý Văn Nổi, 51 tuổi, ngụ Lâm Đồng, cũng được lực lượng cứu hộ tìm thấy đưa lên bờ sau đó, nhưng có dấu hiệu ngạt nước nặng. Mặc dù được chuyển đến bệnh viện cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong. Bản tin 18:30 hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.